Vâng, Gamero xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong một video clip ngày hôm nay, ngày 12 tháng 5, em đang quay ngoài Bắc. Thì tại như biết thì các bác mua sắm những sản phẩm âm thanh mới, những sản phẩm đẩy công suất hay thiết bị dàn hoặc lắp đặt tại nhà thì bác đến cơ sở bên Đình Minh, là cơ sở 1 là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại Sài Gòn là 76A Lũy Văn Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh các bác nhé. Trên mặt đường Lũy Văn Bích luôn. Thì báo cáo bác, thì trong video clip này thì như các bác theo dõi kênh thì mới trước em về một series các sản phẩm đẩy của PS Auto, những sản phẩm đẩy công suất để bác chơi gia đình, phòng hát hoặc những sự có đẩy to một tí thì công suất khỏe thì bác phải sự kiện nhỏ được. Và nói đến đẩy công suất thì có phải tự hào, nhưng thực sự luôn là đơn vị Hiếu Minh là một đơn vị bán, cung cấp, phân phối, bán buôn, bán lẻ với rất đa dạng các mã đẩy khác nhau. Và hôm nay sẽ nhập thêm 4 mẫu đẩy này nữa, tổng cộng là bên em là dừng 40 mẫu đẩy khác nhau với rất nhiều các thương hiệu như trên thị trường, gồm TD, AP, DB và PS không nhá. Ngoài ra thì một số sản phẩm đẩy loại 1 bên Hiếu nhập khẩu trực tiếp nữa. Thì quay vào vấn đề ngày hôm nay, em trân trọng được review các bác những con đẩy chất, các bác chơi gia đình, độ bền khỏe, như là khỏe này, giá khá là rẻ cộng với là độ bền cao. Thì cái tiêu chí mà thời điểm năm 2021 này là tiêu chí các bác khách hàng là luôn được hưởng lợi nhiều đối với các chính sách hậu mãi của các hãng. Thứ nhất là được mua giá hợp lý, cái thứ hai là bảo hành nó rất là dài, hầu gần như những thiết bị âm thanh bên đơn vị Hiếu Minh bây giờ bảo hành rất là dài. Đối với sản phẩm của PS thì bên Hiếu Minh là một đơn vị được ủy quyền, nên là chính sách bảo hành sản phẩm của PS được 2 năm các bác nhá. Bảo hành 2 năm, một đổi một trong 1 đến 6 tháng đầu. Nghĩa là các bác chơi kể cả các bác còn dùng nó còn mới, nó không chỉ bụi bẩn thôi, em sẽ đổi mới cho bác trong vòng vài tháng đầu thoải mái các bác nhá. Thì quay đầu tiên, vì nó có 4 mẫu có thể công suất thì em sẽ quay trọng tâm để bác cùng nắm được. Đầu tiên là em quay đây trước mắt luôn, là con đẩy PS Auto mã hiệu TD650. Thì trước mắt review và thương hiệu PS thì có biết rồi, là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường âm thanh với rất nhiều sản phẩm đẩy công suất 4 kênh như con PSP408 đã lừng danh, hay sản phẩm loa PS, hay sản phẩm vang PS, mic PS hay sub PS đều bên vị mình đều bán, và các đơn vị khác cũng vậy. Và con đẩy này với công suất cho ra là 600W kênh, đánh được tốt. Ở đây là công suất thực các bác nhé, các bác lưu này. Công suất của những con hàng nhập khẩu này, đây là sản phẩm đẩy nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên đai, nguyên kiện, chính ngạch, COCQ, cốt về, thì con đẩy con này công suất thực với đánh ra 600W kênh, có chơi được cho em là một cặp bát 30, thêm một cặp bát 25. Mặt đằng trước nó mặt màu đen rất dễ nhìn, mặt đằng trước là mặt bằng nhôm anh nhá, phay nhôm rất là đẹp luôn. Ở trên đây nó khắc ghi rõ là 2 year, bảo hành 25 anh nhá, và đơn vị em bảo hành 25 cho bác luôn. Thì với công suất cho 600W, 50W này, hiện tại bên đơn vị Hiếu Minh đang chào bán mức giá là 4.900.000 đồng. Một cái giá rất là tốt cho bác sử dụng một con đẩy bền, khỏe. Nghĩa là khi các bác mua con đẩy này, công suất thực này nó tương đương với con đẩy 800W trên thị trường. Nhưng mà giá rất là êm, giá có gần 5 triệu đồng bác sử dụng một con đẩy, rất là khỏe. Thì bác nhìn cái linh kiện nó rất là chất, ở đây sử dụng mạch là mạch CLASH các bác nhá. Mạch CLASH vỉ nó vỉ đen, đấy, tất cả vỉ nó vỉ đen này. Trên tất cả linh kiện từ phần hộp này, thì phần linh kiện nó này đều là COCQ hết các bác nhá. COCQ nha. Những cái QC này, QC bát này có nghĩa là những sản phẩm chất lượng họ đã được kiểm nghiệm, nên là được dán QC bát đấy, chứ không phải được dừng đơn dán đâu các bác nhá. Và sử dụng lồng sò, bác nhìn được vỉ gần vỉ này, là chất lượng này, vừa gần le này, tụ này, vừa nguồn cấp vào này, thấy chưa? Và phần sò sử dụng là sò LG, sử dụng lồng sò này thì tiếng lại ra càng sáng càng sạch. Như là các bác chơi full thì bác đánh những dòng đẩy này rất là hay, đúng không nhỉ? Cực kỳ hay luôn, tiếng sáng sạch, uy lực mạnh mẽ. Tiếp theo là mẫu đẩy bên cạnh là mẫu đẩy PS Auto mã hiệu TD850. Thì hiện tại bên con đẩy này em đang chào bán công suất cho ra 800W kênh với giá cực kỳ yêu thương luôn. Giá hiện tại em đang chào bán với giá 5.400.000 đồng, một cái giá cực kỳ hợp lý cho bác. 5.500.000 con đẩy khỏe, nó tương đương con đẩy khác thị trường 1.000W, và cái nguồn đồng rất là lớn. Và khi công suất là lớn hơn thì nhất nguồn to hơn một chút, và cộng với là cái lượng sò phét nó nhiều hơn này, bác nhìn đây, đấy, nó quyết này. Bây giờ sử dụng 24 là đi à 4 8 16, 245 20 sò phét, thì ở đây là gồm 24 sò bác nhá, đầy sò hơn, nhiều sò hơn, nguồn to hơn. Bên cạnh đấy nữa là một mẫu đẩy quên chưa tư vấn các bác công suất này. Con đẩy TD mã hiệu PS Auto TD850 có đánh được cả 2 cặp bát 30 thoải mái các bác nhá, 2 cặp 30 đơn, hoặc các bác đánh ở đây là
quả đôi 40 một học 76 là con đang đánh tất là tất tay luôn. Là côn 76 và bát 40 đôi là đánh thoải mái. Sự nó rất là khỏe. Bên cạnh đây đưa một đô đẩy các bác cười phối ghép chơi gia đình. Với những combo bộ dàn trên chục triệu thì đây con đẩy cực kỳ hợp lý, công suất cho ra là 450W một kênh. Và giá mỗi em này hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán mức giá là 4.400.000 đồng. Mức giá cực kỳ hợp lý các bác chơi. Có thể đánh tốt được một quả đơn 40 từ 220 con 100 một cặp bác nhá. Hoặc một cặp 30 một kênh. Một cặp 30 hai kênh. Đấy nhà ở nhà các bác còn chơi một combo mà một xúc điện với cặp full 40 đôi full 40 đơn hoặc full 30 đơn thì chơi con đẩy đấy cực kỳ hợp lý. Cũng bảo hành 2 năm. Tất cả vỉ nó vỉ một vỉ mày cả vỉ đen hết. Sơn bên ngoài bát từng cổng luôn, tụ này. Vỏ lắp này. Và bên cạnh đây nữa là một mẫu đẩy nữa là PS Auto mã hiệu TD1001. Đây là con đẩy mới em muốn nhấn mạnh sắp tới sẽ làm mưa làm gió thị trường này. Ở phân khúc mà 100W nghĩa là các bác có đánh được ở đây là một cặp full đôi 40 cô 100 các bác nhá. Một cặp full đôi 40 cô 100 là tối đa. Hoặc một cặp 40 đơn cộng thêm một cặp 30 đơn. Đấy các bác nhá. Đấy bác bố trí đánh hợp lý. Anh em sự kiện thì một sự kiện nhỏ là con đẩy này rất hợp lý này. Bảo hành 2 năm luôn. Đây sử dụng một bán kính nguồn đồng rất là lớn và sùng sò 2, 4, 6, 7, 28 6 MOSFET sử dụng mạch class H. Thì tổng quan hôm nay là em cái mẫu đẩy này thì quên chưa vào giá bác là giá em báo rồi, giá 6.4 triệu, giá hơn 6 triệu một cái giá đầu tư cực kỳ hợp lý, con đẩy khỏe. Hôm nay một series các mẫu đẩy ở phân khúc từ trên 400W, trên 600W, trên 800W và trên 1000W để bác cùng tham khảo cũng như lựa chọn cho mình. Và để nói đến với đơn vị Hiếu Minh Auto thì các bác có rất nhiều lựa chọn đối đẩy công suất, một đơn vị tư vấn sát sao đối thẩm đẩy các bác phối ghép là sao hợp lý, tiếng nó hay. Đấy. Và giá thành cũng cực kỳ hợp lý. Bác từ hàng chất bác nhìn từ cái dây quận nó đây. Nó làm đi dây nó quận hết dây rồi nhá. Bo chi chít là nó khác với những sản phẩm đẩy thông thường. Đi dây nó quấn hết rồi. Các bác nhìn không? Bo hết dây, quận hết dây nhá. Thì cũng nhấn mạnh luôn phía đằng sau, bây giờ em mới quay ra phía đằng sau. Thì báo cáo bác đối với mẫu đẩy này thì phía đằng sau thì bác có thể thấy được rằng là một con đẩy ở phân khúc 2 kênh công suất nhỏ nhưng lại là có đường link rất là hợp lý cho bác chơi. Đường link đây là bác có thể link ra cái đẩy khác nhá, cực kỳ hợp lý này. Hầu như mẫu đẩy công suất nhỏ trên thị trường này không có đường link, nhưng đối với đằng PS này có đường link rất nhiều cầu, gồm cầu link ra này, tín hiệu vào này, chế độ gạt, dồn kênh, chập kênh này, rồi tín hiệu ra thì bằng kẹp với cả cộng với là lưu trích này, hai quạt gió tản nhiệt. Đối với dòng máy class H này thì tiếng thứ nhất là quạt gió chạy nó êm hơn và đánh nó mát máy hơn. Đấy, nó khác với những sản phẩm đẩy mạch class AB. Tổng quan em quay các bác chi tiết đối mẫu đẩy hôm nay bung ruột lắp cho các bác xem. Ở phần hộp đây thì các bác nhìn phần nắp này, phần nắp PS này. Đó, hàng đồng bộ luôn. Cái sản phẩm này thì nó cũng hàng nhái. Đây xem phần hộp nó. Cái hộp này cùng là một công ty PS nên là cái phần hộp này cùng công ty sản xuất con PSP 4008 thì các nhìn rất là chất lượng, từ phần mạch vỏ hộp nó giống nhau. Hôm nay thì hai cái miếng xốp hai ke nhá, một dây nguồn lớn luôn nhá. Ở đây phần đây ống quyển sách này bóc anh quyển sách nó sẽ gồm cái gì, đi theo con đẩy là một cái quyển lớn như tem phiếu bảo hành gồm cái QC code của phiếu này. Và bên trong nó sẽ gồm CD các mẫu đẩy này. Perodo máy hiệu TD450, Perodo máy hiệu TD650, Perodo máy hiệu TD850, Perodo máy hiệu TD1001. Đấy là công suất của 4 mẫu này. Các anh em có nhu cầu mua sắm cũng có đẩy chất giá thành hợp lý thì nhanh tay lên đây, đơn vị Hiếu Minh Auto, một đơn vị bán khẳng định ở đâu rẻ hơn em bán rẻ hơn nữa cho bác luôn nha bác nhá. Và các bác cũng anh em có nhu cầu đặt online thì liên hệ trực tiếp đơn vị Hiếu Minh Auto, hàng 22 số đường online đây. Hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung ở Đông Nội, cơ sở 2, 76A, Nguyễn Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài các bác mua trực tiếp ra thì các bác có nhu cầu nâng cấp, ví dụ như trước đây bác có con đẩy nó cũ kỹ quá mà cần nâng cấp mà những con đẩy chất như này, bảo hành dài thì có thể liên hệ trực tiếp bên đơn vị em để nâng cấp các nhá. Bên em vẫn nhận nâng cấp đổi các cho bác để các bác nâng đời những con đẩy chất hơn, tiếng hay hơn, uy lực hơn và
bảo hành dài hơn, chất lượng. Và xin chân ái chào tạm biệt tất cả bác nhé.